Em xin gửi lời chào tất cả quý khách hàng yêu audio trên toàn quốc. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh A Luân. Em qua hướng gần tới xe thêm một chút nữa nhé. Anh xem đôi 1-1-5 ấy. Vâng. Kia. Em anh ấy đang tháo trong nhà kia nhỉ? Anh kiểm tra nó giúp em đi. Bác khách hàng đang cho hai đôi loa lên trên chiếc xe tải của mình. Đó là một đôi B3J212 và một đôi B3X12Y. Vâng ạ, anh khách hàng thì đến từ Hải Phòng, rất là vội vàng, anh em cũng chỉ kịp cắm kêu thôi. Thế là các bác lại phải cho lên xe rồi, công việc buổi sáng thì nó khá là bận rộn, nên là anh em cũng gấp rút để cho các khách hàng được về sớm hơn ạ. Thì trong nhà chúng em vẫn còn đang đón tiếp và một số các bác đoàn khách nữa đang lên những cái cấu hình combo karaoke. Và đây là một cái cấu hình mà em đã lên cho bác khách hàng mà anh xã em là đang test một bộ cấu hình cho bác khách hàng ở Gia Bình, Bắc Ninh, em cũng chưa biết tên của bác, với những đôi loa B3X12Y bãi với những dòng đẩy của PS Audio. Và đây, bộ sản phẩm này nó có giá trị là khoảng 32.800.000, xít soát là 33 triệu các bác nhé, với dòng loa B3X12Y bãi. Ở nhà em thì đã set up cho các bác đầy đủ các chế độ rồi. Và trong quá trình set up xong thì chúng em sẽ hướng dẫn cho các bác được cách sử dụng, hoàn thiện cái bộ sản phẩm này. Đầu tư một bộ này là khoảng 32.800.000 các bác nhé. Sử dụng những dòng loa B3X12Y bãi này, một chiếc đẩy PS 4 kênh này, một chiếc vang D4 bãi này, một bộ mic không dây và một chiếc quản lý nguồn. Sau này với con đẩy dư kênh này, các bác có thể thêm một đôi loa lời hoặc một đôi loa full nữa được, và một cửa để các bác chơi súp nữa các bác nhé. Thì với bộ này thì các bác nghe hát hò thì quá là ok rồi. Em cầm máy em giới thiệu tới các bác của anh em một chút nhé. Đó là hôm qua em về tổng số lượng là 36 chiếc vang bãi của CB. Hàng xịn, hàng chính hãng các bác nhé. 36 chiếc, giá là 3.500.000 đồng một chiếc, là em bao test cho các bác của anh em nhé. Và đợt vang này về thì nó còn rất là mới. Em dự kiến lô vang này sản xuất 2014 các bác nhé. Em về đúng 36 chiếc. Chưa kịp lên kênh review tới toàn thể các bác được. Các bác của anh em có nhu cầu mua sắm thì liên hệ sớm cho em, vì những chiếc vang CB bãi thì nó lên đường rất là nhanh. Trong tháng vừa rồi là em về được tất cả là 3 đợt hàng. Đợt đầu tiên là 20 chiếc, đợt thứ hai là 22 chiếc và đợt thứ ba đây ạ là 36 chiếc. Nhưng em khẳng định là một tháng nếu như có vang số CB D4 bãi, em có thể bán hàng 100 hoặc 200 chiếc. Chỉ sợ không có thời gian test cho toàn thể các bác thôi ạ. Ok, cảm ơn toàn thể các bác nhé. Giá của những sản phẩm thì em báo cáo luôn là em báo cái giá tốt nhất, giá công khai. Loa X12Y bãi, bao zin đẹp thì là 16 triệu. Đẩy PSHD 8004 là giá 8 triệu 8. Quản lý nguồn PSD999 thì giá hiện tại là 1 triệu 3. Vang số CBD4 thì giá hiện tại là 3 triệu rưỡi. Micro BSVK7 giá hiện tại đang là 3.200.000 đồng. Đấy, cảm ơn toàn thể các bác nhé. Đây ạ, vang bãi đây ạ. 35 cái về thì tốt, đủ 35 cái các bác nhé. 35 cái không cái nào lỗi cả. Đấy, chỉ nói là các bác gọi điện cho em sớm. Ok, cảm ơn toàn thể các bác nhé. Em xin phép gửi lời chào và hẹn gặp lại các bác cũng như anh em ở một clip tiếp theo ạ.